Quý xin ái, chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào mừng quý vị đến với chương trình chào buổi tối trên kênh truyền hình YouTube Việt Nam 1 do Hương Giang phụ trách. Và chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ ba ngày 16 tháng 4 và ngày hôm nay là ngày thứ hai mà ông Donald Trump ra hầu tòa. Và Hương Giang tin là có rất là nhiều người trong quý vị có rất là nhiều người bây giờ đang trông chờ xem thử là chuyện gì đã diễn ra tại tòa vào ngày hôm nay. Thái độ của ông Donald Trump như thế nào? Đây sẽ là bản tin chính trong ngày hôm nay. Tí nữa Hương Giang sẽ quay trở lại. Nhưng mà trước hết thì Hương Giang muốn chia sẻ với quý vị liên quan đến cái cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel trong cuối tuần vừa qua với hơn 300 à, à hỏa tiễn, hành trình hỏa tiễn, đạn đạo và phi cơ không người lái. Nhưng mà 99% thì đã bị Israel và quân đội Mỹ cũng quân đội Mỹ cũng như là Jordan đã bắn chặn lại. Cái cuộc tấn công này chỉ mang tính hình thức à, trong khi Israel thì bây giờ tuyên bố là sẽ trả đũa và cộng đồng quốc tế thì kêu gọi hai bên phải biết kiềm chế và Hoa Kỳ à, tổng thống Joe Biden một mặt kêu gọi ông Netanyahu phải biết kiềm chế trong những cái hành động trả đũa lại của mình và nhưng mà phía Mỹ tuyên bố là sẽ chế tài tức là sẽ đánh về mặt kinh tế đối với Iran và ngày hôm nay thì bà Bộ trưởng Bộ Ngân Khố bà à, uh, Janet Yellen tuyên bố là Bộ Ngân Khố đang cân nhắc những cái biện pháp chế tài Iran và sắp tới thì chúng ta có thể nghe được là những cái biện pháp chế tài về kinh tế là những biện pháp gì. Cũng nhân tiện nói về vấn đề kinh tế vào ngày hôm nay Tổng thống Joe Biden có cuộc vận động tranh cử tại tiểu bang quê nhà và tại một thành phố nhỏ Scranton ở Pennsylvania và từ đây trong cái bài phát biểu của mình ông Joe Biden đã chỉ trích người tiền nhiệm của mình đó là chỉ trích ông donald trump về vấn đề kinh tế nhưng mà quý vị biết là tất cả các mọi thăm dò cho đến bây giờ đều cho rằng cử tri cho rằng đa số tức là đa số cao hơn à, ủng hộ những cái chính sách kinh tế của ông donald trump và mặc dù bây giờ các chỉ số kinh tế đều rất là tốt cho đến là lúc này đây nếu như chúng ta nhìn vào cái số liệu nhìn vào data thì chúng ta thấy là chỉ số nền kinh tế của tổng thống Joe Biden khá là tốt nhưng mà lý do tại sao mà cử tri thì họ vẫn cho rằng là kinh tế bây giờ nó đang ảnh hưởng đến đời sống của họ một trong những vấn đề đó là chính là vấn đề lạm phát đó cũng là một cái vấn đề mà rất là nhiều người dân họ không cảm nhận được cái 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 sức mạnh của nền kinh tế hiện nay mà họ cho rằng là có ảnh hưởng tiêu cực trên cái đời sống của họ. Và bây giờ có những cái bản tin à, địa phương mà muốn chia sẻ với quý vị là cuối tuần qua không phải trong vùng mình San Francisco của chúng tôi mà ở miền Nam California, ở Los Angeles thì đã có một người gốc Việt, người này 41 tuổi, có một cơ sở kinh doanh một cái nhà hàng mà người này không biết lý do tại vì sao mà cuối tuần qua đã lên tức là trong cái khu chung cư mà anh ta ở đó anh ta đã leo lên mái nhà và xả một loạt đạn xuống dưới khoảng từ 30 đến 50 phát đạn và người dân đã gọi cảnh sát và quý vị biết là cảnh sát Los Angeles đã đến và đem theo cả đội đặc nhiệm và họ phong tỏa toàn bộ khu vực và cho người dân chung quanh đi di tản tức là đây là một vụ lớn mà nghi can này sau đó bị bắt giữ và không có chỉ là dùng uh, khẩu súng dùng một khẩu súng trường để xả súng xuống bên dưới mà ngoài ra thì còn một số vũ khí khác một số khẩu súng khả ngắn khác may mắn là không có ai bị thương tích cho đến nhiều nhân vẫn sang tin thì chưa có thấy là nhà chức trách uh, công bố hay tiết lộ là sự thật đứng đằng sau là gì cái motive tức là cái động cơ mà lý do khiến cho người đàn ông gốc việt này nổi một cái cơn hăng sổ súng như vậy nhưng mà một lần nữa may mắn là không có ai bị thương tích trong cái vụ này à, trong những ngày gần đây nếu quý vị nào theo dõi quý vị nào ở vùng quận San Francisco và theo dõi à, tin tức địa phương ở sau C thì quý vị biết là có một captain tức là một chỉ huy của lực lượng cứu hỏa sau dê nhưng mà vị này đã nghỉ hưu rồi và mới đây đã bị cảnh sát ở Sacramento cụ thể là cảnh sát ở Folsom bắt giữ liên quan đến những cái tranh ảnh ấu dâm và đây là một cái điều đáng tiếc bởi vì quý vị biết là sở cứu hỏa sau dê trong những năm vừa qua đã dính tới rất là nhiều vụ bê bối mà đặc biệt quý vị nào còn nhớ là năm 2022 nó dính tới một cái câu lạc bộ à, hình như là có một cái cái, cái cái một quán bar Pink Pudo mà nhân viên cứu hỏa nhân viên chữa lũa đã cho những cái cô gái ở trong cái câu lạc bộ này lên xe mà đi một đoạn và đã bị điều tra và đây là đây được xem là một cái vụ bê bối mà nó gây tai tiếng cho thì à, cứu hỏa cho sở tiêu hỏa San Jose và bây giờ mặc dù vị này đã hồi hưu rồi nhưng mà nó cũng vẫn ảnh hưởng đến tai tiếng của Ty cứu hỏa sau đây. Bên cạnh đó quý vị nào mà theo dõi cái vụ Peter Peter, uh, Peter Scott Peterson, vụ mà Hương Giang đã không ít dưới hai lần Hương Giang chia sẻ với quý vị về cái vụ mà cách đây 21 năm uh, Peterson, người đàn ông này đã bị truy tố, bị kết tội và bị kết án đầu tiên là án tử hình sau đó rút xuống là án chung thân liên quan đến cái chết của một người vợ đang mang thai và mới đây sau 21 năm thì mới đây cái dự án cái tổ chức mà dự án vô tội Los Angeles họ đây là một cái cái tổ chức bất vụ lợi họ đã có cái um, họ đã có rất là nhiều vụ khi mà họ phát họ tin rằng đó là một cái vụ án oan thì họ đã tìm mọi cách để lật ngược lại cái bản án đó và sau khi mà đọc hồ sơ của Peterson thì họ đã nhận lời là sẽ yêu cầu tòa tái xét xử và cái thủ tục diễn ra trong thời gian gần đây, vào ngày hôm nay thì Peter Peterson đã có ra điều trần, cái phiên điều trần ngày hôm nay thì nó rất là ngắn, nó chỉ kéo dài 15 phút mà thôi, đây là một trong ba phiên điều trần mà tòa đã lên lịch trước đây và cái phiên điều trần ngày hôm nay thì nó liên quan đến cái vấn đề tài liệu và phía bên các luật sư của tổ chức này họ yêu cầu là xét nghiệm DNA xét nghiệm cái DNA cái vết máu mà nằm chiếc xe nằm trong chiếc xe van bị bốc cháy trong cái ngày mà vợ của Peterson bị chết và bên cạnh đó thì phía bên luật sư họ cũng đã rút lại một số yêu cầu bởi vì sau khi mà à, Cơ quan thực thi công lực ở Modesto họ thông báo là bây giờ tại vì cái tài liệu đó là 21 năm rồi một số tài liệu mà bây giờ cung cấp thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều vấn đề mà người đọc thì không thấy không nói rõ là những vấn đề đó là những vấn đề gì. Bây giờ chúng ta quay trở lại tình hình chính trị Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì các giám đốc tức là những cái công tố viên ở hạ viện, những giám đốc luận tội hay còn gọi là công tố viên ở hạ viện họ đã chính thức chuyển lên Thượng viện hai điều khoản luận tội Bộ trưởng Bộ Nội An ông Alessandro Mayocas và quý vị nào mà theo dõi từng theo dõi hai cái cuộc điều tra luận tội ông Donald Trump trước đây thì quý vị có thể thấy là cái thủ tục mà chuyển những điều khoản luận tội từ hạ viện lên thượng viện và ngày hôm nay nó cũng tương tự như vậy mặc dù nó không có thu hút nhiều sự chú ý bởi vì bây giờ tất cả ngày hôm nay tất cả mọi cái con mắt đều đổ dồn vào phiên tòa xét xử ông donald trump vụ tiền bịt miệng và các giám đốc luận tội họ đã đi và có sự dẫn đường của cảnh vệ và đem lên thượng viện thì lúc đó hầu như tất cả các vị thượng nghị sĩ đều có mặt trong phòng kháng phòng của Thượng viện. Và các giám đốc luận tội tức là công tố viên đó của Hạ viện họ đã đọc họ đã đọc và họ trình bày những cái điều khoản luận tội. Bây giờ vào đầu giờ chiều ngày mai thì Thượng viện họ sẽ có một phiên điều trần để quyết định xem thử là có đưa cái vấn đề này ra để xét xử hay không. Tức là có đưa hai điều khoản luận tội ông Mayokas được Hạ viện chuyển lên để mở một phiên tòa xét xử hay không. Đặc trường hợp là có xét xử thì cuối cùng bỏ phiếu thì Dân Chủ chắc chắn cũng sẽ tuyên trắng án cho ông Mayokas. Nhưng mà ông lãnh tụ phe đa số tại Thượng viện, à, ông Chuck Schumer của Dân Chủ, thì ông đang có ý nghiêng về là phớt lờ luôn, không có tổ chức phiên tòa xét xử. Nhưng mà chúng ta đã biết là có bốn mươi mấy, 43 thượng nghị sĩ Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của... Um, Lindsey Graham, thượng nghị sĩ Từ South Carolina Đã gửi thư hối thúc Ông Chuck Schumer Phải tổ chức phiên tòa xét xử Mà những người không có ký vào lá thư đó Thì có 6 vị thượng nghị sĩ Trong đó có 3 vị thượng nghị sĩ Cộng hòa phản đối tức là chống những cái điều khoản luận tội này bởi vì họ cho rằng nó chưa đáp ứng được cái tiêu chuẩn là tội nặng hay tội nhẹ bởi vì ông Mayukas ấm chỉ thực thi cái chính sách biên giới của ông Joe Biden. Trong 6 vị này, ba vị mà phản đối thì có lẽ quý vị cũng đã biết rồi. Đó là bà Lisa Murkowski, Thượng nghị sĩ Cộng hòa từ Alaska, bà Susan Collins, Thượng nghị sĩ Cộng hòa từ Maine và ông Mitt Romney, Thượng nghị sĩ Cộng hòa từ Utah. ba vị này là ba vị Thượng nghị sĩ Cộng hòa ôn hòa. Ngoài ra có ba Thượng nghị sĩ khác thì họ cũng không có cho biết lý do tại sao họ không có ký thư này mà hương nhân còn nhớ là trong đó có một thượng nghị sĩ thì vị này cho biết là muốn tổ chức một phiên điều trần để quyết định là có đưa tổ chức một phiên xét xử hay không. Bên cạnh đó, chuyện gì xảy ra tại Hạ viện vào ngày hôm nay đó là chuyện lớn, lớn thật. Lâu nay chúng ta biết trước kỳ nghỉ lễ phục sinh thì bà Marjorie Taylor Greene, thượng ai à, dân biểu theo thuyết âm mưu đồng minh của ông Donald Trump, đã đệ một cách thỉnh nguyện thỉnh nguyện này là về quy tắc, về quy định. Tức là thỉnh nguyện này đề nghị sẽ đưa vấn đề trước phế bãi chức ông chủ tịch Hạ viện, ông Mike Johnson ra sàn Hạ viện để bỏ phiếu. Và Marjorie Taylor Greene làm như vậy để dọa ông Mike Johnson. Lý do mà Marjorie Taylor Greene dọa là có nhiều một số vấn đề nhưng mà bà ta tập trung vào vấn đề lớn nhất đó là Ukraine bây giờ đã phái nhiều hâu của cộng hòa tại hạ viện phái nhiều hâu mà về an ninh quốc gia thì họ ủng hộ viện trợ quân sự cho ukraine để chống nga mà chúng ta biết là thượng viện họ đã thông qua cái dự luật viện trợ một cái gói dự luật một cái gói bao gồm cả viện trợ quân sự cho ukraine 60 mấy tỷ mỹ kim viện trợ cho israel và viện trợ cho đài loan tổng cộng là 95 tỷ mỹ kim hạ viện tuyên bố không có làm lúc đó ông Mike Johnson tuyên bố là sẽ không có đưa cái dự luật của uh, thượng thượng viện ra bỏ phiếu bởi vì ông muốn được những cái điều khoản về an ninh biên giới. Nhưng mà bây giờ gần đây thì Mike Johnson đã thay đổi cái quan điểm của mình. Và Marjorie Taylor Green trong suốt những thời gian vừa qua thì vẫn dọa ông Mike Johnson là bà sẽ đưa ra nỗ lực tức là bà sẽ thúc đẩy cái việc bỏ phiếu để bãi nhiệm ông mike johnson và thậm chí là bà ông mike johnson đã mời bà marjorie taylor green vào nói chuyện hai bên nói chuyện bảy chục phút gần bảy chục phút ông mike johnson đề nghị là sẽ đưa cho bà marjorie taylor green một cái ghế trong hội đồng cố vấn về chính sách của ông nhưng mà Marjorie Taylor Green hình như là không có nhận lời và ông Mike Johnson trong ngày thứ sáu của tuần qua đã bay xuống gặp ông Donald Trump. Người ta gọi là xuống để mà bảo đảm với người đây là lãnh đạo ông Donald Trump là lãnh đạo của Cộng hòa và đã đến để kiss the ring cũng giống như là Kevin McCarthy trước đây. Nhưng mà rồi cuối cùng cái số phận của Kevin McCarthy thì như thế nào? Kevin McCarthy cũng đã bị ngay chính thành viên của Cộng Hòa hấp cẳng đi. Mà Kevin McCarthy cũng xuống để mà hôn chiếc nhẫn của ông Donald Trump để mà nịnh nọt, để mà bảo đảm là có được sự hậu thuẫn. Và sau khi mà ông Mike Johnson ra về, và hai bên có tức là hai bên có một cái cuộc họp báo chung có cái thông báo chung về tính toàn vẹn của bầu cử và ông mike johnson thông tuyên bố là hạ viện sắp tới sẽ đưa ra một cái điều khoản thắt chặt hơn nữa về vấn đề di dân bỏ phiếu à, bầu cử và ông donald trump đã đưa ra những cái lời tán dương ông mike johnson nhưng mà ngày hôm nay lại có diễn biến khác. Vào ngày hôm qua thì Hương Giang chia sẻ với quý vị, ông Mike Johnson trong một cái cuộc họp kín của nội bộ Cộng hòa thì ông đã đưa ra một cái tiết lộ, ông đã công bố cái kế hoạch của mình là sẽ thông qua những cái dự luật. Bây giờ ông không cái kế hoạch của ông đưa... của ông Mike Johnson đi một cái đường vòng, nhưng mà nó sẽ đáp ứng một số yêu cầu của phe bảo thủ trong hạ viện bởi vì phe bảo thủ trong hạ viện thì họ không có muốn viện trợ cho Ukraine bởi vì họ là cái nhóm mà America first, tại sao phải lấy tiền thuế của người dân mà đi ủng hộ Ukraine mà Ukraine thì không có lợi ích gì của Mỹ tại đây bởi vì Ukraine không có đường biên giới biên giới là vấn đề quan trọng hơn. Và Mike Johnson đã tắt nhỏ thành 4 dự luật, dự luật viện trợ cho Ukraine dự luật viện trợ cho Israel, dự luật viện trợ cho Đài Loan và dự luật thứ tư là dự luật về những cái vấn đề an ninh khác. Nhưng mà, Mike Johnson đã thay đổi cái quan điểm của mình, tức là trong cái dự luật thứ tư là dự luật về những vấn đề an ninh khác thì lại không có vấn đề về biên giới mà có vấn đề về tiktok và có vấn đề là dùng những cái tài khoản à, những cái tài sản của nga lâu nay mà bị đóng băng đó bán để có thể dùng cái tiền đó mà viện trợ cho ukraine và cái phái Marjorie Taylor Green vào ngày hôm nay đã giành được một chiến thắng đó là bà có thêm một đồng minh ông Messi Messi là vị dân biểu đầu tiên của Cộng hòa vào ngày hôm nay đã công khai tuyên bố là ông ta hậu thuẫn, ông ta tài trợ hậu thuẫn cho cái thỉnh nguyện bãi nhiệm ông Mike Johnson của bà Marjorie Taylor Greene. Có nghĩa là bây giờ cái cuộc chiến mà bãi nhiệm, nhiệm ông Mike Johnson nó bắt đầu có dấu hiệu ugly, tức là xấu xí. Như vậy là cái việc mà thúc đẩy để trúc phế ông Mike Johnson nó đang có một chút xíu đà sau khi bà Marjorie Taylor Greene nhận thêm một lá phiếu ủng hộ. Ông Massey ông cho biết là trong cái cuộc họp kín thì ông yêu cầu ông Mike Johnson từ chức và cái lời kêu gọi của ông đã bị à, đồng nghiệp Cộng hòa la ó phản đối. Ngày hôm nay ông cho biết là lý do mà ông ủng hộ cái việc bãi nhiệm Mike Johnson đó là ba vấn đề Thứ nhất là đưa cái gói viện trợ cho Ukraine ra sàn Hạ viện để bỏ phiếu. Thứ hai nữa là cái dự luật về chi tiêu chính phủ mà ông Mike Johnson đã đạt được thỏa thuận với dân chủ và cuối cùng đã được thông qua để tránh đóng cửa chính phủ. Thực ra đây là một cái việc làm rất là tốt tại vì nếu như mà chính phủ bị đóng cửa công việc bị đình trệ thì cộng hòa sẽ lãnh đủ những cái hậu quả về mặt chính trị và đóng một cái vai trò lãnh đạo nó rất là khó. Mà đặc biệt là lãnh đạo một thượng viện của cộng hòa đang bị chia rẽ sâu sắc như vậy thì sẽ rất là khó. Bây giờ Mike Johnson đang rơi vào trường hợp như Kevin McCarthy vào hồi tháng 10 năm ngoái tức là cách đây cũng 6 tháng và vấn đề thứ ba mà ông Messi ông đưa ra đó làm lý do để phản đối Mike Johnson đó là mới đây Mike Johnson đã cho thông qua cái vấn đề là gia hạn đạo luật FISA tức là giám sát gia gia hạn cái điều khoản mà cho giám sát không cần phải có trác tòa. Đó cũng là những cái lý do mà bà Marjorie Taylor Green đưa ra. Bây giờ ông chủ của Cộng hòa, ông Lord đó, cái ông mà lãnh đạo của cộng hòa cái thái độ của ông như thế nào. Đây là một điều hết sức là đáng lo ngại. Ngày hôm nay sau khi mà ông Donald Trump ra khỏi tòa và nhận được cái câu hỏi về vấn đề của ông Mike Johnson thì ông Donald Trump đã trả lời như thế nào? Ông bảo rằng chúng ta phải chờ xem thử chuyện sẽ diễn ra ra sao. Đây cũng là exactly chính xác cái câu mà hồi xưa cách đây 10 tháng ông trả lời về vấn đề của ông Kevin McCarthy. Kevin McCarthy vào lúc đó à, trong một cái cuộc phỏng vấn thì truyền thông cũng hỏi ông Donald Trump về cái tình trạng của Kevin McCarthy thì ông Donald Trump cũng trả lời vào chúng ta cũng phải chờ xem xem thử mọi người mọi việc sẽ diễn ra như thế nào như vậy cái câu trả lời của ông Donald Trump ngày hôm nay nó cho thấy là cái ghế của ông Mike Johnson có lẽ là hơi lung lay đó Nhưng mà ông Mike Johnson vào ngày hôm nay tuyên bố là ông không có từ chức Bởi vì ông bảo rằng cái nỗ lực mà bãi nhiệm ông là nỗ lực hết sức là vô lý Bởi vì ở đây đang làm việc Chúng tôi làm việc cho cái lợi ích của nước Mỹ Cho lý do à, chính đáng Cho lợi ích của quốc gia cho những gì mà cử tri và đồng bào Mỹ đang quan tâm. Cho ông tuyên bố là ông sẽ không từ chức. Bây giờ ngày hôm nay, có ít nhất là hai nhà lập pháp dân chủ họ tuyên bố thẳng thừng là họ sẽ đứng về phía Mike Johnson nếu như quả thật Cộng hòa thúc đẩy đến việc là đưa vấn đề bãi nhiệm ra trên sàn Hạ viện bỏ phiếu. Lâu nay thì dân chủ họ cũng đã tỏ thái độ là họ sẽ ủng hộ Mike Johnson nhưng mà à, ông Jeffrey Hacom thì ông ông Hacom Jeffrey thì ông cũng kêu gọi là các đồng nghiệp dân chủ là ông kêu gọi là bình tĩnh nhưng mà ít nhất là có hai vị có hai nhà lập pháp của dân chủ vào ngày hôm nay tuyên bố họ sẵn sàng tức là họ sẽ ủng hộ bỏ phiếu bảo vệ cái ghế của Mike Johnson. Dân chủ họ đưa ra điều kiện, nếu mà Mike Johnson đưa vấn đề viện trợ cái gói viện trợ Ukraine lên sàn Hạ viện bỏ phiếu thì họ sẽ ủng hộ, họ sẽ giúp Mike Johnson giữ chiếc ghế chủ tịch Hạ viện. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là sau đó thì sẽ như thế nào? Bởi vì sau đó nếu như Mike Johnson vẫn còn giữ lại ở trên ghế chủ tịch hạ viện bởi vì quý vị nhớ là sau khi tự nhiên không gian quên mất uh, gallery gallery ông từ chức tức là ông mới từ chức ra khỏi hạ viện hồi hưu vào hồi vào tuần trước thì bây giờ cái ghế cái cái thế mà đa số của hạ viện của cộng hòa nó rất là mong manh. Ông John, ông Mike Johnson chỉ có thể là mất một phiếu mà thôi bây giờ mất đến hai phiếu Marjorie Taylor Green và Massey và không biết là từ giờ sắp tới thì còn lá phiếu nào nữa không cho nên cần phải có sự hỗ trợ của dân chủ nhưng mà sau đó thì hương Giang không có nghĩ là ông Mike Johnson sẽ được yên bởi vì ông sẽ được gắn cho một cái nhãn mát là chủ tịch của dân chủ bởi vì có sự hỗ trợ của dân chủ mới giữ được cái ghế của ông và cái nỗ lực mà trước phế nó sẽ không có dừng lại ở đây. Phải nói là Cộng Hòa dùng cái chữ là Messi bởi vì vào năm ngoái họ đã mất mấy tuần là Hạ Viện đóng băng bởi vì không có tìm ra được một lãnh đạo. Người này đưa lên bị ngay chính thành viên của họ kéo xuống, đưa lên và kéo xuống rồi tìm ra được ông Mike Johnson một nhân vật gọi là không có một nhân vật hết sức là bất ngờ nhưng mà từ trong 6 tháng vừa qua thì rõ ràng là ông đã lèo lái được ông đã xoay chuyển được tình thế tức là ông biết đi cả hai hàng để mà cân bằng nhưng mà vào lúc này đây thì ông đang ở bắt đầu cái thế của ông bắt đầu gặp rủi ro và bắt đầu gặp nguy hiểm vào ngày hôm nay thì tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã lắng nghe tranh cãi liên quan đến vụ kiện mà vụ kiện này đó là từ một cựu cảnh sát của tiểu bang Pennsylvania người này tham gia vào bạo động điểm Capital và đã lãnh à, một số đã bị kết tội. Và trong đó trong những cáo buộc đó thì có cái cáo buộc mà theo cái đạo luật cản trở và đã có 350 kẻ bạo loạn điện tô ngày 6 tháng 1 đã bị kết tội dựa trên cái đạo luật cản trở này. Đạo luật cản trở này thì có cũng hơn 20 năm rồi. Nó liên quan đến cái vụ mà tập đoàn năng lượng Enron không biết quý vị nào mà lúc đó còn ở Mỹ thì chắc là nhớ bởi vì cái vụ này nó lớn lắm hơn hơn cho 20 năm trước. Và ở đây là một vụ gian lận, ở đây là một cái vụ xóa tài liệu, ở đây là xóa chứng cớ và sau đó thì sau cái vụ uh, tập đoàn Enron mà bị sụp đổ thì đạo luật cản trở được đưa ra, được ban hành. Thì công tố viên họ đã truy tố đến 350 người bằng cái đạo luật này và ông Fritcher, ông đã luật sư của ông đã phản đối và cho rằng là công tố viên họ đã vượt quá cái quyền của mình, tức là họ đi vượt ra ngoài cái phạm vi của đạo lực cản trở này. Và vụ này nó lên tới tối cao pháp viện và vào ngày hôm nay tối cao pháp viện đã lắng nghe hai bên. Bây giờ thứ nhất, Hương An chia sẻ với quý vị trước khi mà đi vào phân tích, cái điều đầu tiên là vào ngày hôm qua ông thẩm phán Clarence Thomas không có mặt, không có tham gia trong cái hoạt động của tòa vào ngày hôm qua, mà tối cao pháp viện không có đưa ra bất cứ lời giải thích nào. Ngày hôm nay ông quay trở lại và câu đầu tiên ông đặt câu hỏi là đặt câu hỏi cho phía Tổng biện lý sự vụ của Bộ Tư pháp. Và đáng lý ra là ông Kylen Thomas phải rút lui khỏi cái vụ này. Bởi vì vụ này liên quan đến ngày 6 tháng 1. Và bà vợ của ông bà Kylen Thomas dính líu tới ngày 6 tháng 1 tức là ông có cái xung đột về quyền lợi ở đây mà bao nhiêu ở bên ngoài người ta kêu gọi là thẩm phán phải rút lui nhưng mà ông từ chối rút lui. Cho đến giờ, Tối cao pháp viện vẫn chưa có những cái quy định về đạo đức cho nên không có ai chế tài được họ, họ ngang nhiên họ muốn các thẩm phán muốn làm gì thì làm. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái phán quyết của Tối cao pháp viện, cái quyết định của họ nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều như Hương Giang nói là ba 350 bị cáo, 350 kẻ bạo loạn, bạo động điện cấp thôi những người ủng hộ ông Donald Trump bị truy tố, bị kết tội trên cái luật này. Bên cạnh đó, bốn cái tội danh mà ông Donald Trump đang đối mặt tại Washington DC liên quan đến nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử thì trong đó có hai tội danh cũng dính tới cái đạo luật này. Có nghĩa là tối cao pháp viện nếu như họ đưa ra phán quyết sớm nhất vào cuối tháng 7 À cuối tháng 6 không thì phải qua tháng 7 mới có phán quyết Nếu như mà họ đưa ra phán quyết Mà họ cho rằng chính phủ đã vượt qua cái thẩm quyền của mình Chính phủ đã áp dụng cái luật liên bang sai Có nghĩa là 350 bị cáo này Những ai mà dính tới những cái cáo buộc mà liên quan đến đạo luật cản trở Thì sẽ bị bỏ cái tội danh đó và ông Donald Trump có thể ảnh hưởng tới hai tội danh như Hương Nhân nói là hai tội danh cũng dựa vào đạo luật cản trở. Cho nên nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Mình chưa nói đến chuyện gì xảy ra tại cái phiên tòa ngày hôm nay. Trong những ngày vừa qua, trong những tuần vừa qua thì công tố buộc phải thả ít nhất là 10 người ít nhất là 10 bị cáo đã bị kết án tù đang ngồi trong tù mà dính tới cái đạo luật này thì bây giờ những người đó được thả ra. Tòa cho phép là những kẻ đó được về nhà cho đến khi mà tối cao pháp viện có phán quyết cuối cùng. Nếu như tối pháp cao pháp viện đứng về phía bị cáo thì có nghĩa là họ bãi được bãi bỏ cái tội danh đó. Nhưng mà quý vị biết kể từ khi mà ở bên ngoài các chuyên viên pháp lý và giới mà mà chỉ trích về cái đạo luật này được sử dụng trong những cái bản truy tố như vậy thì bộ tư pháp công tố viên họ đã có cái sự thay đổi tức là họ các bị cáo không chỉ bị truy tố chỉ có một tội danh mà dựa hay là nhiều tội danh dựa trên cái đạo luật này mà còn những cái tội danh khác nhưng mà nếu như bị kết án thì cái án mà cái tội danh mà phạm tội trên cái đạo luật này sẽ có cái số tù cao nhất tức là cái khung hình phạt rất là nặng cho nên trong những tháng vừa qua thì công tố viên họ âm thầm làm cái vấn đề này và có một ông tòa hướng không có nhớ là tòa ông tòa nào có một thẩm phán có một thẩm phán đã từ chối là cho một nghi can được tại ngoại mà vẫn yêu cầu giữ cầm tù nghi can này bởi vì vị thẩm phán này ông cho rằng là cho là tối cao pháp viện có bãi cái phán quyết của họ có bãi bỏ được cái tội danh về liên quan đến luật cản trở đi chăng nữa thì bị cáo đó vẫn còn những tội danh khác và nếu như vậy thì ông sẽ tuyên án ở cái mức hình phạt khung hình phạt cao hơn và không còn tuyên án song hành nữa mà tuyên án consecutive tức là nối tiếp như vậy thì cái bản án đó trên nguyên tắc nó cũng tương tự về cái độ dài nó cũng tương tự như vậy tức là bây giờ cả công tố và cả quan tòa ở dưới các vị thẩm phán họ cũng đã có cách để đối phó với một cái phán quyết của tối cao pháp viện bây giờ tối cao pháp viện ngày hôm nay lắng nghe chuyện gì xảy ra dựa vào cái cách mà các thẩm phán đặt câu hỏi đó thì chúng ta thấy là một số thẩm phán bảo thủ mà chắc chắn có ông Clarence Thomas đứng về phía bị cáo bởi vì họ cho rằng chính phủ đã lạm quyền khi mà áp dụng cái điều luật này truy tố những bị cáo bị cao, bạo loạn bị cáo bạo loạn điện Capitol một số thẩm phán khác thì lại ở đây là những cái thẩm phán cấp tiến thì họ lại đứng về phía chính phủ. Trong khi đó cũng có thẩm phán đã đặt cái câu hỏi là bây giờ có cái giải pháp nào họ tìm, họ những cái câu hỏi của họ đặt ra cho thấy là họ muốn hướng đến một cái giải pháp nào mà hạn chế cái quyền tự quyết định của chính phủ trong cái việc áp dụng cái đạo luật này để cho những cái vụ án đó vẫn tiếp tục được thực hiện. Tức là chúng ta thấy rõ ràng là tối cao pháp viện dựa vào cái cách mà các thẩm phán đặt câu hỏi thì họ bị chia rẽ rất là nhiều, họ chia rẽ sâu sắc. Có 3 nhóm, một nhóm là chống chính phủ đứng về phía bị cáo, một nhóm là đứng về phía chính phủ, một nhóm là ở giữa. Không biết như thế nào, nhưng mà cái phán quyết của tối cao pháp viện nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều. Trong đó có cả ông Donald Trump. Bây giờ chúng ta quay trở lại bản tin chính. Ngày hôm nay chuyện gì xảy ra tại ngày thứ hai xét xử ông Donald Trump? Ngày hôm nay, ngày hôm qua có 96 người thì đã có hơn 50 người bị cho về và tòa thẩm phán và các luật sư đã đặt câu hỏi ngày hôm qua không có không có uh, chọn được bất cứ bồi thẩm viên nào Ngày hôm nay thì cái tốc độ nó diễn ra nhanh hơn Và nó có hiệu quả hơn Hiệu quả ở chỗ nào là họ đã chọn ra được 7 bồi thẩm viên Mặc dù bây giờ còn thêm 5 bồi thẩm viên chính thức nữa Tức là bồi thẩm đoàn gồm có 12 người Và cộng thêm 6 người thay thế Tức là 6 người dự bị đó, ngồi ở ghế dự bị Thì bây giờ mới dọn chọn được 7 người và ngày mai ngày thứ tư phiên tòa nghỉ tức là từ giờ trong đến suốt cái phiên mà xét xử thì thứ hai thứ ba thứ năm thứ sáu thứ tư nghỉ và thứ năm quay trở lại thì cái thủ tục chọn lựa bồi thẩm đoàn sẽ tiếp tục diễn ra ngày hôm qua trước khi chọn lựa bồi thẩm đoàn thì tòa đã giải quyết được một số các thỉnh nguyện trong đó có thỉnh nguyện yêu cầu thẩm phán John Merson rút lui ông Morrison ông bác bỏ cái yêu cầu này rồi ông Morrison cũng đã bác bỏ một loạt những cái yêu cầu của ông Donald Trump cho vắng mặt xét xử. Hương dân nhắc lại theo luật của New York trong một cái phiên hình sự một bị cáo hình sự phải tham dự đầy đủ phiên tòa trừ phi mà thẩm phán cho phép đặc biệt vắng mặt một ngày đó, số ngày nào đó. Bây giờ thẩm phán chưa có đưa ra quyết định là cho ông Donald Trump vắng mặt cái ngày lễ. À, tốt nghiệp trung học của Baron Trump hay không. Nhưng mà ông tòa ông không có cho ông Donald Trump vắng mặt vào tuần sau ngày 25 tháng 4 khi mà tối cao pháp viện lắng nghe về cái tuyên bố về lập luận miễn tố tổ tổng thống Trump trong cái vụ đảo ngược kết quả bầu cử do ông Jack Smith truy tố ở Washington DC. Và ông Merson ngày hôm qua cũng không có cho phép ông Donald Trump vắng mặt để tham dự một cái thủ tục ở Florida. Và cũng trong phiên tòa ngày hôm qua thì ông Merson thẩm phán đã đưa ra một số quyết định lợi và bất lợi cho ông Donald Trump. Bây giờ ngày hôm nay thì thủ tục chọn lựa bồi thẩm đoàn tiếp tục diễn ra từ lúc 9 giờ 30 phút. Và thủ tục như thế nào? Tức là sau khi trả lời những cái câu hỏi để chọn lựa cái vòng ban đầu là có tin là mình có vô tư, có công bằng với cái phiên xác xử này hay không? Nếu mà trả lời là không thì được loại và trả lời có thì vô vòng trong và họ được đưa vào cái chỗ gọi là ju juror box tức là cái khu vực mà dành riêng cho bồi thẩm viên, bồi thẩm đoàn. Và trong ngày hôm nay thì hai bên đã thẩm tra sơ khởi và thẩm tra sơ khởi như thế nào? Hai bên đặt câu hỏi tức là công tố viên đặt câu hỏi và biện hộ đặt câu hỏi đây là cả một chiến lược quý vị biết không cả một chiến lược cái câu hỏi đặt ra là phía ông Donald Trump họ có cố vấn về chọn lựa bồi thẩm đoàn hay không không có ai biết không biết đằng sau như thế nào tòa có soạn sẵn 42 câu hỏi để hỏi các bồi thẩm viên tương lai để hỏi những người tham dự và mỗi bên tức là công tố luật sư của công tố luật sư biện hộ Mỗi bên có được 10 strikes Người ta gọi strike tức là 10 cái thách thức Và những cái thách thức này tức là ngày hôm qua anh Giang đã giải thích với quý vị Là họ có thể là bác bỏ một cái bồi thẩm viên nào đó Mà không có cần phải đưa ra lý do, không có cần phải đặt câu hỏi Và họ cũng có thể là thách thức cái ứng cử viên mà bên kia chọn và nếu như mà tòa đồng ý đó, tức là quan tòa đồng ý, nếu như thẩm phán đồng ý thì họ không phải dùng đến thách thức của mình. Ngày hôm nay cả hai bên đã dùng đến là mỗi bên dùng đến 6 cái thách thức của mình. Như vậy là mỗi bên còn lại là bốn cái thách thức. Bây giờ... À, ngày hôm nay thì cái 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 không khí cái dynamic nó vẫn tương tự như ngày hôm qua tức là rất là nhiều người họ cho rằng là họ không tin là mình sẽ công bằng mình sẽ vô tư tức là cái đài này mức này nó vẫn tương tự như ngày hôm qua bởi vì một lần nữa phiên tòa được xét xử ở New York ở thành phố New York ở ngay Manhattan nơi mà cái khu vực màu xanh rất là đậm đa số là cử tri dân chủ cho nên đây là điều bất lợi cho ông Donald Trump và như vậy ngày hôm nay thì có thêm những người được cho về và như Hương Giang nói là à, cái thủ tục tiếp theo là cái thủ tục gọi là thẩm vấn sơ khởi đó thì hai bên sẽ làm gì? Bây giờ đó cho đến Hương Giang nhắc lại là cho đến cuối ngày hôm nay thì cả biện hộ cũng công, cũng như không công tố là họ đã sử dụng 6 lần thách thức và họ còn lại 4 lần nữa. Và đặc biệt là các luật sư của ông Donald Trump họ đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng những cái ứng cử viên đó, những bồi thẩm viên mà họ tương lai mà họ đang thẩm vấn đó, họ kiểm tra những cái ý kiến của những người này đăng trên mạng xã hội, những cái ý kiến lâu rồi có thể là 5 năm trước, có người là năm 2018, 2017 cũng được lôi ra. Và luật sư biện hộ muốn tìm hiểu là thực sự người này theo dõi chính trị và có thiên vị có định kiến với thân chủ của họ hay không và sau đó thì họ sẽ tìm cách chứng minh trước tòa là nhiều câu trả lời của bồi thẩm viên không có quan điểm về trên về trăm tức là họ khi mà họ trả lời câu hỏi đó họ không có đưa ra một cái quan điểm nào mà chống ông Donald Trump cả rất là ôn hòa trung hòa nhưng mà nó lại không có phù hợp, nó lại trái ngược lại với những cái ý kiến của họ đã đăng ở trên mạng xã hội. Và nhìn chung thì ông Merson, ông tỏ ra hoài nghi, nhưng mà ông cũng đồng tình loại hai người. Và ba người còn lại, tức là ngày hôm nay có năm người, có năm người mà phía ông Donald Trump đã yêu cầu tòa loại tức là bên bên công tố viên họ chọn nhưng mà phía ông Donald Trump đã yêu cầu tòa loại và tòa đã đồng tình là loại hai người còn ba người còn lại thì phía ông Donald Trump đã sử dụng cái strike của mình để loại những người đó tức là những người đó thì ông tòa ông không có đồng ý nhưng mà họ họ muốn loại thì họ sử dụng cái strike của họ và cụ thể chẳng hạn như là luật sư biện hộ họ đã phát giác ra được ý kiến của một người đăng trên mạng xã hội và trong đó kêu gọi là lôi ông ta đi và tống ông ta vào tù thì cái trường hợp này thì ông merson ông đồng tình bởi vì cái giọng điệu đó thì có quá rõ ràng rồi và à, có một à, bồi thẩm viên tương lai khác thì phía bên ông donald trump không có đồng ý bởi vì người này đó đã thừa nhận là có đăng lại một cái video mà được trí thông minh nhân tạo làm ra rất là tiêu cực về ông donald trump thì ông merson ấm cũng đồng tình với bên biện hộ là loại người đó rồi phía bên biện hộ họ cũng đưa ra một cái hình ảnh mà được một bồi thẩm viên tương lai tức là người này phía bên họ phản đối người này có đăng trên mạng xã hội một hình của một trên chiếc bàn có bày những cái tờ poster của bà của ông Biden với bà Harris và có trưng bày những cái bọn button tức là những cái cài áo đó cài áo mà quảng cáo đó, cho một tổ chức bất vụ lợi mà tổ chức này là vận động cử tri đi bỏ phiếu thì ông tòa ông thẩm phán ông không có đồng ý với cái yêu cầu của phía bên ông Donald Trump bởi vì ông cho rằng là à, ông cho rằng là cái này người này tức là bồi thẩm viên tương lai này đã rất là honest tức là chân thành khi mà chia sẻ cái bất đồng của mình và phía ông Donald Trump thì dùng cái strike của mình để loại bỏ ứng cử viên này và Đến chiều thứ ba như Hương Nhân nói là đến chiều khoảng giữa giờ chiều thì họ chọn được 6 người bồi thẩm viên và sau đó thì họ chọn được thêm một người nữa. Bây giờ trong 7 người này là ai? Người đầu tiên là một à, người người đầu tiên là một người kinh doanh có một xeo, một nhân viên kinh doanh người gốc Ireland và có trình độ đại học và đây sẽ là người trưởng nhóm bồi thẩm đoàn tức là người này được sẽ được xem là trưởng nhóm buổi thẩm đoàn người thứ hai là một y tá mà chuyên về bệnh nhân ung thư là người gốc New York rất là thích may vá huy không có nhớ là thích may vá quý vị huy nhân xin lỗi tức là đây là một y tá phục vụ bệnh nhân ung thư người gốc New York thứ ba là một luật sư mà về các công ty doanh nghiệp nghiệp tức là corporate lawyer và thứ tư là người này đó tức là người luật người luật sư này thì là người gốc tiểu bang Oregon trước đây sinh trưởng ở Oregon nhưng mà dọn qua New York sinh sống một người thứ tư là một người đàn ông có con có cháu gốc Puerto Rico người này là một nhân à, có một cái cơ sở kinh doanh điện toán và đây có thể là một uh, bồi thẩm viên mà phía ông Donald Trump hết sức là quan tâm bởi vì ông này ông tuyên bố là ông Donald Trump rất là fascinating và rất là mysterious tức là rất là lý thú và rất là bí ẩn ông tuyên bố như vậy và ngoài ra có thêm người thứ sáu là một giáo viên đây là một người mỹ gốc phi còn rất là trẻ có bằng thạc sĩ và dạy um, viết văn đó tức là English trong một cái trường cao đẳng và người thứ bảy đó là cũng là một luật sư nhưng mà đây là luật uh, luật sư mà về dân sự thì như vậy là trong bảy người này thì đã có hai người luật sư cái câu hỏi đặt ra là tốt hay xấu À, nó cũng có điều tốt, tức là những người luật sư này thì họ hiểu biết luật hơn nhưng mà nếu như mà họ có thể nếu như mà họ có thể manipulate tức là họ lôi kéo đó những người khác thì cái câu hỏi đặt ra thì sẽ như thế nào. Nhưng mà rõ ràng có luật sư trong bồi thẩm bồi thẩm đoàn cũng là một cái yếu tố tốt nhưng mà đã có đến hai luật sư luôn. Và bây giờ chúng ta chưa biết là những người còn lại là những ai nhưng mà điểm đáng chú ý vào ngày hôm nay đó là ông tòa ông đã cảnh cáo ông donald trump khi mà có khi mà hai bên đã đang thẩm tra sơ khởi một bồi thẩm viên tương lai như vậy thì ông donald trump ông đã tỏ thái độ ông nói gì đó đó ông có nói gì đó lầm bầm trong miệng và ông tòa ông thẩm phán ông đã bắt gặp được và ông Merson đã kêu hai người ra kể cả ông Donald Trump và kể cả luật sư luật sư chính là ông Todd Blanche bây giờ ông tòa ông thẩm phán ông nói cái gì ông Merson ông nói là ông thấy ông Donald Trump đã nói về hướng của bồi thẩm viên tương lai và tôi không có chấp nhận được chuyện này và tôi không có chấp nhận được cái chuyện mà dọa dẫm bồi thẩm viên ngay trong cái phòng xử án này và đó là điều tôi muốn nói rõ ông phải nói chuyện với thân chủ của ông tôi thấy thân chủ của ông nói gì đó tức là ông mà son ông cho biết là ông không có biết ông Donald Trump nói gì nhưng mà rõ ràng Donald Trump có nói có sầm xì có thì thào mà hướng về phía người phụ nữ đó tức là người bồi thẩm viên tương lai đang được thẩm tra sơ khởi mà chỉ cách bà ấy chỉ có 12 feet mà thôi và ông Merson ông đã đưa vấn đề này ra khi mà người phụ nữ này đã được đưa ra khỏi phòng và ông cảnh cáo đây là một lời cảnh cáo hết sức là gay gắt chúng ta nhớ là ông Donald Trump vẫn đang chịu cái lệnh bịt miệng mà cái lệnh bịt miệng này ông merson sẽ đưa ra tức có hai vấn đề một là phía bên công tố yêu cầu ông merson phạt ông donald trump chế tài ông donald trump ba lần vi phạm và mỗi lần là một ngàn và cho donald trump biết là có thể bị tống vào tù nếu tiếp tục vi phạm tức đây là cái yêu cầu của bên công tố ông merson cho biết là tuần sau thì ông mới giải quyết cái vấn đề này trong một cái phiên điều trần bên cạnh đó toàn bộ hội đồng phúc thẩm tòa phúc thẩm của New York gồm 5 thẩm phán vào ngày 29 tháng 4 cũng sẽ nhận được cái hồi đáp lập luận về pháp lý của hai bên về vấn đề lệnh bịt miệng bởi vì ông Donald Trump ông đệ thỉnh nguyện lên tòa phúc thẩm yêu cầu tòa phúc thẩm bác bỏ cái lệnh bịt miệng bảo rằng như vậy cấm ông đưa ra những cái uh, tuyên bố như vậy thì nó ảnh hưởng đến tu chính án thứ nhất tức là nó vi phạm tu chính án quyền tự do ngôn luận của ông cho nên là chúng ta sẽ theo dõi hai cũng là lệnh bịt miệng nhưng mà hai vấn đề nhỏ một bên là ông Merson sẽ giải quyết một bên là tòa phúc thẩm của New York sẽ giải quyết nhưng rõ ràng vào ngày hôm nay những gì mà diễn ra và tòa đã cảnh báo ông Donald Trump như vậy thì chúng ta cho thấy được là đây là một cái hành vi của ông Donald Trump mà nó không phải là diễn ra tại tòa này mà nó diễn ra lâu nay rồi chẳng hạn trong cái vụ mà xét xử vụ kiện dân sự của bà Letitia James tổng biện lý New York về thực hành kinh doanh gian lận, ông Donald Trump cũng vậy và thẩm phán Enron đã nhiều lần nhắc nhở và ông thậm chí là áp đặt à, ban hành cái lệnh bịt miệng không chỉ cho ông Donald Trump và cho luật sư nữa, luật sư không có kiềm chế được thân chủ của mình. Rồi trong cái vụ của bà Iginiero luật sư à, thẩm phán Kaplan cũng như vậy và bây giờ đến lượt ông Morrison. Điều này cho thấy là có một bị cáo như ông Donald Trump là một thách thức, không chỉ thách thức đối với luật sư mà thách thức với cả thẩm phán nữa. Nhưng mà cái hành vi của ông Donald Trump được cho là một hành vi rất là tệ, coi thường tòa và nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định, cái phán quyết cuối cùng của bồi thẩm đoàn. Mà điều này chúng ta thấy rõ ràng trong cái vụ mà của bà E. Jean Carroll, ông Donald Trump đang giữa chừng đứng dậy đùng đùng bỏ ra ngoài và cái hành vi này được xem là hành vi xem thường tòa xem thường bồi thẩm đoàn và tòa đã nói rất là rõ ghi vào hồ sơ ông donald trump đã đột ngột bước chân ra khỏi tòa cho nên là hành vi của ông donald trump tại những cái phiên tòa như vậy nó sẽ rất là nó rất là quan trọng nhưng mà rõ ràng luật sư của ông gặp rất là nhiều khó khăn trong vấn đề là kiềm chế thân chủ của mình và đây là bản tin cuối cùng vào ngày hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ tạm ngưng về ông Donald Trump, về phiên xét xử ông Donald Trump một chút. Sau khi mà phiên tòa ngày hôm nay, Donald Trump đi ra ngoài và chỉ trích ông thẩm phán là người mâu thuẫn. Và cho rằng giờ này tôi là phải đang ở những cái tiểu bang khác, Pennsylvania, Florida để mà vận động tranh cử. Và hứa Gia xin phép tạm ngưng chương trình ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng xin chào và xin hẹn gặp lại